Cách khắc phục lỗi menu trắng trên X4 56 giây Win 10 11 nha. Gõ chấm B và gõ dấu tiếp viên nè. Đây mình sẽ gõ là đây là Core X5 nha. Có cái thanh menu màu trắng này là nó sẽ mất hết này ha. Nó sẽ ẩn ha. Còn lỗi gõ dấu nè. Gõ ha, nó thấy chấm B sẽ đằng sau gõ tiếng Việt. Đó, nó sẽ bị lỗi ha. Đó. Khắc phục đây. Rồi giờ ta sẽ đã fix lỗi được rồi nha. Đây nè. Nó sẽ bỏ ra cho B nhé. Rồi lỗi gõ được nè. Hôm nè. X5 nè. Không B nè. Đó, không B đằng sau nhé. Rồi, ok rồi, mình sẽ tắt ra mình tắt mình khởi động lại xem. Sẽ khởi động lại xem nhé. Này lỗi chữ về bao nhiêu ok nè, không bị lỗi nha, lỗi cho B luôn nè, B hóa B thường các mình sẽ sửa luôn nha, rồi mình sẽ sửa xong rồi mình sẽ gọi lại nhé, hóa ok rồi chữ B B W rồi ok rồi đây là sẽ lỗi menu trắng này X4 X5 6 chữ M chỗ B nhé, rồi dấu chữ tiếng Việt nữa, rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại nè, sửa lỗi nhé, rồi kêu reset lại là nó reset lại nhưng cái menu sẽ thành đen hết luôn nha, nó sẽ không không mất nhé, thì sẽ lại là cô đèo rồi ha, nó sẽ trở lại nha, dù reset là cũng đó, tôi sẽ reset lại nó cũng vẫn còn nhé, không bao giờ mất. Đó là xong rồi. Sẽ thử lại rồi, gõ thử được không? Hôm nay nè chạy nè chữ H ok rồi nha, chạy ngon lại nha, menu vẫn còn nha, đây nè Zalo Facebook này đó, mình bấm vô nè sẽ kết nối nè, bấm ok nè đó sẽ kết nối tiếp vừa rồi nè ha, đó nhớ là like và đăng ký kênh nhé, đăng ký kênh nè.